Shop về trò Leo xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video Shop về trò Leo. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã ủng hộ Shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip test sản phẩm cũng như những clip review giới thiệu sản phẩm mới về tại Shop. Thì video ngày hôm nay ngày 20 tháng 1 năm 2021, Shop Hân Hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn cũng như anh em audio file một siêu phẩm mới về tại Shop Viettel Audio. Siêu phẩm này không phải là một chiếc âm ly quá xa lạ với quý vị và các bạn, nhưng được gọi là siêu phẩm vì hình thức bên ngoài cũng như ruột gan máy móc của chiếc sản phẩm này rất là đẹp. Shop muốn gọi là siêu phẩm thì rất lâu rồi Shop mới có một cái sản phẩm đẹp thiếu full Shop. Nó chỉ thiếu thùng xốp thôi, còn ngoại ra chiếc âm ly này có thể nói là cực kỳ xuất sắc. Shop muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn, đây là chiếc âm ly Akufei đến từ Nhật Bản, Akufei model E303. Shop Hân Hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn, đây là một trong những chiếc âm ly có mức giá trên dưới 30 triệu đồng. Chúng ta có một chiếc âm ly vừa bày đẹp vừa nghe hay, có thể phối ghép được nhiều dòng loa và có công suất ra loa lên tới 130W trên kênh 8 ohm, chơi được rất nhiều dòng loa khủng. Ngoài ra khi trở kháng của loa là 4 ohm, công suất lên tới 180W, có thể đáp ứng được rất nhiều dòng loa cho quý vị và các bạn. Và chiếc âm ly này đánh được hai cặp loa. Ngoài ra chiếc âm ly này có tới 3 chế độ long nớt. Thưa quý vị và các bạn, anh em có thể khai thác cái chế độ low nớt khi gặp những đôi loa khó ra tiếng trầm hoặc tiếng giải cao, quý vị và bạn sử dụng low nớt hoặc bù trừ cho những bản nhạc chúng ta có chương trình không được tốt. Đó là một cái tính năng rất là ưu biệt của chiếc âm ly này. Chiếc âm ly này thì có kích thước bên ngoài để quý vị và các bạn tham khảo là rộng 44,5 cm, cao 16 cm và sâu là 37 cm. Đấy là cái kích thước mà chúng ta không có vỏ gỗ. Còn chiếc âm ly này về trực tiếp có đầy đủ vỏ gỗ xin theo máy và có trọng lượng là 20 kg. Vỏ gỗ này quý vị và các bạn có thể lấy hoặc không lấy, Shop sẽ trực tiếp chiết khấu trên giá trị sản phẩm cho quý vị và các bạn. Chiếc vỏ gỗ này cũng là một cái option hãng Akufei bán riêng biệt, vì vậy quý vị và bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng tùy theo cái kích thước của cái kệ gỗ của quý vị và bạn sử dụng ở nhà. Đó là những cái thông số cơ bản về chiếc âm ly này. Tiếp theo, để quý vị và bạn không phải chờ lâu nữa, thì xin mời quý vị và các bạn cùng quan sát lại gần hơn chiếc âm ly này để Shop giới thiệu chi tiết hơn về chiếc âm này tới quý vị và các bạn. Đây là chiếc âm ly Akufei Intergator Stereo âm ly E303. Chiếc âm ly này về tại Shop Viettel Audio, mặt đẹp, cáu cạnh không tì vết này. Quý vị và bạn cùng quan sát này. Đó, đây nhá. Đó, tất cả các núm này sáng bóng, mặt thì còn vàng chanh, không phải là mặt trắng rồi. Chiếc âm ly này rất là đẹp, rất lâu rồi mới có cơ hội có về được một chiếc âm ly Akufei 303 đẹp như thế này. Đó, đây là về mặt này. Chúng ta có dây nguồn zin quý vị và bạn nhé, dây nguồn hai chân. Đấy, sử dụng cho các dòng như Akufei 202, 303 hoặc là các dòng đầu Akai, Zivox đều sử dụng dây nguồn hai chân này, vỏ gỗ zin này. Đó, rất là đẹp, vỏ gỗ cũng đẹp. Đây, quý vị và các bạn cùng quan sát về phía sau này. Tất cả các rắc cắm hầu như là chưa sử dụng quý vị và các bạn, rất là mới luôn. Đó, rồi đây chiếc âm ly Akufei E303 nhé. Chúng ta có rất nhiều tính năng kết nối ở đây thì đã rất nhiều lần Shop giới thiệu tới quý vị và bạn rồi. Chúng ta có thể kết nối được hai đường ra loa này. Rồi chúng ta cùng lướt qua thông số của chiếc âm ly này. Chiếc âm ly này hiện tại đang sử dụng nguồn điện là 100V và công suất tiêu thụ là 258W. Nếu quý vị và bạn
nhu cầu sử dụng các nguồn điện như 220 hoặc 240, 120, shop có thể tùy chỉnh cái nguồn điện áp vào cho quý vị và các bạn ở đây nhé. Có thể dễ dàng chúng ta mở ốc ở đây, chúng ta rút cái này ra, chúng ta cắm vào thì chúng ta sẽ điều chỉnh được điện rất là dễ dàng. Đó, và đây chúng ta có rắc nguồn zin, vì vậy chúng ta không phải đổ sang nguồn điện 3 chân nữa. Chúng ta có thấy ở đây này, AC 100 này, 117, 220 và 240. Giải tần từ 50 đến 60 Hz. Đó là giới thiệu nhanh về chiếc Omni Acuphase E303. Và shop sẽ có một video riêng giới thiệu test tính năng cũng như chất lượng âm thanh của chiếc Omni này. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi video đó bằng cách đăng ký kênh cũng như like share video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.